Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải mà chúng tôi vừa mới mua về được. Đó chính là chiếc xe Mazda BT50. Ở cái phiên bản Mazda BT50 này thì tôi muốn giới thiệu đến quý bạn là hôm nay là cái bản phiên bản số sàn 2 cầu quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, nhập khẩu từ Thái Lan và đăng ký từ năm cuối năm 2020. Với chiếc xe này đã lăn bánh được gần 5 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Ở những chiếc xe Mazda BT50 thì nó cũng giống như những chiếc xe Ford Ranger đấy quý bạn ạ, cùng khung gầm, thân vỏ, máy móc y như một chiếc xe Ford Ranger quý vị các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 590 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp, quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Mazda BT50 2020 này thì hãy liên hệ với số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda BT50 2020 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mazda BT50 số sàn 2 cầu sản xuất năm 2020 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất của chiếc xe Mazda BT50 2020, số sàn 2 cầu. Đấy, chạy 5 vạn km này rồi. Và cái chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 590 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp, cho nên là quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda BT50 2020 này thì hãy liên hệ với số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda BT50 2020 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.